Kính chào quý vị khán giả, hân hạnh được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình đặc biệt Mừng Xuân Mới Mậu Tý trên HTV7 mùng 5 Tết. Nhân dịp xuân về, xin kính chúc quý vị một năm mới, nhiều sức khỏe thành đạt, đặc biệt đối với các em thiếu nhi, thêm một tuổi sẽ càng thêm chăm ngoan và tiến bộ hơn trong học tập. Trong không khí mùa xuân, hy vọng rằng chương trình hôm nay tiếp tục mang đến cho quý vị và các em những niềm vui đầu năm qua các tiết mục sau đây. 5:05 trước phim truyện Trung Quốc Singapore Phúc Lộc Thọ tập 7. 6:00 phim hoạt hình phim bồn. 6:30 chào ngày mới. 7:00 bình luận âm nhạc giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Việt. 7:30 trò chuyện cuối tuần mặt trời mới. 8:15 di sản thế giới. 8:30 du lịch vòng quanh thế giới cổ. 9:00 ẩm thực Việt Nam từ phở đến phở. 9:30 chiếu phim truyện Việt Nam cảnh sát đặc nhiệm tập 1 và 2. 11:00 giai điệu bốn phương nét đẹp phương Đông. 12:00 chiếu phim truyện Đài Loan những người bạn thân tập 15:16. 13:45 khéo tay hay làm salad curry tôm. 14:00 chiếu phim truyện Trung Quốc Truy Phong tập 1. 14:50 phim truyện Việt Nam phía trước là bầu trời tập 1. 16:00 câu lạc bộ thể thao hoạt động thể thao mừng xuân 2008. 16:30 nhịp sống thể thao. 17:00 chiếu phim truyện Đài Loan Hoán Đổi Tình Yêu tập 13-14. 18:00 bản tin kinh tế. 18:15 chiếu phim phần tiếp theo. 19:00 phim truyện thiếu nhi Khu Vườn Bí Ẩn. 19:30 phim hoạt hình Những Cô Gái Siêu Nhân. 19:50 Tin Thế Giới. 20:00 Quả Táo Đỏ. 20:20 Chinh Phục Đỉnh Everest. 20:30 Khám Phá. 20:40 Tường Thuật Chung Kết Thần Tượng Âm Nhạc Châu Á. 22:15 Tin Trong Nước. 22:30 Chương Trình Múa Mừng Xuân Mậu Tý. 23:20 Đất Nước Mến Yêu Lễ Hội Mừng Sức Khỏe Tây Nguyên. 23:40 Vấn Đề Thể Thao Trong Tuần Taekwondo Việt Nam Hướng Tới Olympic. Tin Cuối Ngày Tin Thế Giới Tin Thể Thao. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình hôm nay trên kênh HTV7.